Sôi cho đầy đủ gia vị và ngâm trong 3 phút rồi đem ra ăn, hoặc sử dụng ngay mì trong cốc, bát đựng sẵn rồi đổ nước sôi vào, đậy nắp chờ vài phút là ăn. Nhưng đây mới là cách nấu mì không gây hại cho sức khỏe lại vô cùng ngon. Các bạn thân mến, mình sẽ giới thiệu với nguyên liệu để nấu món mì tôm đầy đủ dinh dưỡng này nhé. Nguyên liệu đầu tiên chắc chắn là mì tôm rồi. Bên cạnh đó thì mình còn có một cây xúc xích này, một quả trứng gà, quả cà chua, một chút lấm kim châm và hành lá. Rồi bây giờ chúng ta cùng bắt tay vào thực hiện nhé. Tiên là mình đi trần mì, mình đun sôi một nồi nước sôi này. Sau đó các bạn cho mì vào trần nhé. Sau khi được trần sơ thì các bạn cho ra vớt ra nhé. Đó, các bạn chỉ trụng sơ mì khoảng 1 phút thôi. Bây giờ chúng ta quay trở lại với khâu sơ chế nguyên liệu nhé. Khi mà chúng ta đã sơ chế xong mì này thì các bạn sơ chế đến các loại rau củ, cà chua các bạn xá nhuyễn thành hạt cau như thế này. Các bạn xái thành từng khoanh nhỏ. Các bạn sử dụng xúc xích ăn liền cũng được, nhưng ở đây mình sử dụng xúc xích chiên và hành lá. Các bạn xái khúc vừa tầm nhé. Rồi, mình đã xong khâu sơ chế nguyên liệu. Bây giờ mình sẽ bật bếp lên để nấu thôi. Mình sẽ bật bếp lên này. Mình sẽ cho vào đây một chút dầu ăn nhé. Mình sẽ xào cà chua trước. Cho vào đây 2 thìa cà phê được canh nhé. Nếu không sử dụng gia vị trong gói mì tôm có sẵn thì sẽ sử
gia vị mình nấu này. Khi mà cà chua đã chín sâu như thế này rồi thì các bạn cho vào đây khoảng 400ml nước nhé. Thân mến, khi mà nước đã sôi rồi thì chúng ta sẽ cho xúc xích vào. Sau đó là trứng. Các bạn để nguyên quả nhé, đừng đánh nó ra. Rồi khi mà xúc xích cho nó cong và lở lên như thế này, trứng nó bắt đầu chín rồi thì các bạn sẽ cho mì tôm vào. Đến bước này thì các bạn lên lại nhé. Lên lại xem đã vừa mềm hay chưa. Ở đây thì mình thấy là mình cho hơi nhạt. Thì mình sẽ cho vào đây thêm một chút muối nữa. Tiếp đó thì chúng ta thả lấm vào. Rồi, các bạn tắt bếp đi và chúng ta cho lốt hành vào là xong. Thế là mình đã thực hiện xong món mì tôm. Các bạn thân mến, mình đã thực hiện xong món mì tôm đầy đủ dinh dưỡng và cũng rất hấp dẫn, phải không các bạn? Với những nguyên liệu mà lúc nào chúng ta cũng có sẵn trong tủ lạnh của mình. Chúc các bạn thực hiện thành công nhé.